Mặt xinh, dáng đẹp, nhưng mỗi lần mặc áo tắm, Nhã Phương phải khóc thét trước bạn gái cũ của Trường Giang. Nhã Phương được khen xinh, dáng đẹp, nhưng đọ với bạn gái cũ Trường Giang thì vẫn phải khóc thét. Nhã Phương và Trường Giang được đánh giá là một trong những cặp đẹp đôi nhất của showbiz. Hiện tại, sự nghiệp của cả hai rất thăng hoa. Ngoài ra, cả Trường Giang và bạn gái còn đang lấn sân sang lĩnh vực kinh doanh để tăng thêm thu nhập. Nhã Phương sở hữu nhan sắc được đánh giá cao, thân hình cũng thon thả ưu nhìn. Tuy nhiên, Nhã Phương lại là người chuộng phong cách ăn mặc kín đáo, ít khi mặc những bộ khoét xẻ sexy. Chính vì thế mà ngay cả đến những lúc đi bơi, cô nàng cũng e thẹn, mặc kín đáo và cũng không dám khoe nhiều. Nhã Phương và Trường Giang rất đẹp đôi, mặc đồ bơi nhưng Nhã Phương rất thẹn thùng. Dù đã mặc bộ đồ kín đáo nhưng vẫn chưa dám khoe ảnh toàn thân. Trước khi đến với Nhã Phương, Trường Giang cũng đã có vài mối tình, đặc biệt trong đó có một cô gái vẫn được danh hài này giữ ảnh trên trang cá nhân. Cô gái này dù dáng thấp và đậm người hơn Nhã Phương, nhưng gương mặt thì xinh đẹp, tươi tắn chẳng kém gì. Phong cách thời trang của bạn gái cũ Trường Giang cũng khá nóng bỏng. Đặc biệt mỗi lần đi bơi, cô không ngại diện những bộ áo tắm hai mảnh, khoe dáng nóng bỏng. Đây là điều Nhã Phương chưa dám làm và có lẽ nên học tập ở bạn gái cũ của Trường Giang. Bạn gái cũ được Trường Giang giữ ảnh lên trang cá nhân. Cô gái này sở hữu gương mặt rất sáng, dù chiều cao khiêm tốn nhưng vẫn đẹp và rất rạng ngời. Ngoài ra còn có một điểm nữa khiến Nhã Phương phải chạy theo không kịp, đó là cô nàng này sở hữu phong cách sexy. Ngoài ra còn rất tự tin khi khoe ảnh mặc áo tắm. Những bộ đồ hai mảnh chẳng bao giờ là trở ngại đối với bạn gái cũ của Trường Giang. Hơn nữa, cô cũng thường xuyên đi biển, đi du hí nước ngoài, khiến nhiều người ganh tị. Đặc biệt, cô gái này sở hữu làn da rất trắng và mịn màng. Nụ cười rạng rỡ lúc nào cũng thường trực trên môi. Mỗi lần đi biển, bạn gái cũ Trường Giang khiến nhiều người lác mắt. Thành Trung đáp trả đồng nghiệp khi bị tố đi trễ khiến 6.000 khán giả phải đợi. Nam MC đã mạnh mẽ phản pháo đồng nghiệp khi bất ngờ bị tố đi trễ khiến 6.000 khán giả phải đợi mình. Sáng 26 tháng 3 vừa qua, trên trang cá nhân, nữ ca sĩ Thái Thùy Linh đã bất ngờ bày tỏ sự bức xúc về việc MC Thành Trung vô trách nhiệm đến trễ sự kiện do công ty vợ chồng cô tổ chức tại Vĩnh Phúc, khiến gần 6.000 khán giả phải đợi. Ngay khi vừa đăng tải, dòng trạng thái của Thùy Linh lập tức thu hút nhiều sự chú ý từ cộng đồng mạng. Cụ thể, nữ ca sĩ viết: Thành Trung, bạn đang ở đâu? Liên hệ với tôi hoặc công ty tôi gấp. Hẹn 11 giờ có mặt, bây giờ là 11 giờ 15 rồi. Tất cả điện thoại của bạn không liên hệ được. Nhân viên công ty nhà tôi nhắn bạn không trả lời. Lần này là lần thứ bao nhiêu bạn làm việc kiểu này, bạn có nhớ không? Tôi thì nhớ chắc chắn đây là lần thứ hai bạn để mọi việc tệ đến mức tôi phải đăng tin tìm MC đi lạc như thế này. Thái Thùy Linh còn nhấn mạnh, độ chuyên nghiệp của MC Thành Trung đã giảm ít nhất một nửa vì những cách làm ăn và cư xử như thế này. Sau khi bị Thái Thùy Linh tố, MC Thành Trung đã lập tức đưa ra những bằng chứng, mình không trễ giờ. Ngay bên dưới dòng trạng thái của Thái Thùy Linh, MC Thành Trung thẳng thắn đáp bằng bình luận: Chương trình 12 giờ 20 mới bắt đầu và tôi đã có mặt lúc 12 giờ kém 10 phút. Ngoài ra, anh còn đăng tải tấm ảnh chụp kịch bản, có ghi rõ phần xuất hiện của MC là vào 12 giờ 20 để chứng minh là mình không trễ giờ. Nam MC còn giải thích thêm rằng, thời điểm trước đó anh đang lái xe nên không nghe điện thoại được. Tôi đi làm bao lâu nay, chưa bao giờ làm ảnh hưởng tới giờ bắt đầu của chương trình. Các bạn làm chương trình luôn muốn mọi người đến sớm để yên tâm. Tôi hiểu điều đó, nhưng không có nghĩa là phải đến sớm nhất. Tôi luôn đảm bảo công việc, bạn yên tâm nhé. Tuy nhiên, không lâu sau khi chia sẻ sự bức xúc trên, nữ ca sĩ gốc Hà Thành đã xóa bỏ dòng trạng thái gây xôn xao dư luận. Cuộc sống của Lê Phương thay đổi sau khi lộ hình xăm bí mật. Sau khi bị lộ hình xăm, mối quan hệ của Lê Phương và bạn trai kém tuổi khiến không ít người tò mò. Mới đây, Lê Phương chia sẻ trên trang cá nhân: Về quê em đi anh ơi, nơi đầy ắp những tiếng cười, kèm theo đó là hình ảnh về bạn trai kém tuổi và con trai của Lê Phương. Dòng chia sẻ của Lê Phương nhanh chóng nhận không ít sự quan tâm của cộng đồng mạng, rất nhiều lời khen có cánh. Khi thấy bạn trai trẻ tuổi vui vẻ bên con trai Lê Phương, kèm theo đó là những lời chúc hạnh phúc cho cặp đôi. Thời gian gần đây, trên trang cá nhân của Lê Phương và bạn trai Trung Kiên, cả hai đều luôn chia sẻ những cảm xúc vô cùng ngọt ngào của tình yêu. Sau khi kết thúc với Quách Ngọc Ngoan, Lê Phương tìm được hạnh phúc mới, khiến người hâm mộ mong sẽ có một đám cưới trong tương lai gần. Trước đó, trong tập 5 của chương trình Ngôi sao Phương Nam,
Lê Phương diện áo dài cách tân với phần cổ dàn yếm để lộ hình xăm chữ BK, viết tắt của hai chữ Phương và Kiên, tên cô và chồng sắp cưới. Cô và bạn trai kém tuổi Lê Trung Kiên quen được một năm trước khi tiến tới hôn nhân. Cả hai hứa sẽ thông báo tin vui cho khán giả trước 2 tháng tổ chức tiệc cưới. Trung Kiên từng học nhạc viện thành phố Hồ Chí Minh và đoạt giải nhất cuộc thi tiếng hát truyền hình năm 2013. Hiện anh là ca sĩ đoàn nghệ thuật quân khu 7 thành phố Hồ Chí Minh. Đây là hot girl Bolero khiến Lệ Quyên, Quang Lê cãi nhau để giành giật. Cô gái xinh đẹp Lý Thu Thảo đã hé lộ nhiều thông tin thú vị khi quyết định về với đội của Quang Lê tại chương trình Thần Tượng Bolero. Nếu như ở tập đầu tiên, Thần Tượng Bolero dậy sóng vì chàng trai có giọng hát và ngoại hình giống hệt Quang Dũng, thì trong tập 2 vừa rồi, người đẹp Lý Thu Thảo đã đúng gục hoàn toàn các huấn luyện viên. Ngay từ khi cất giọng hát, Lý Thu Thảo đã làm cho Quang Lê, Lệ Quyên, Ngọc Sơn, Đàm Vĩnh Hưng như ngồi trên đống lửa. Mặc cho bốn huấn luyện viên tranh nhau đưa ra lời thuyết phục, Lý Thu Thảo vẫn điềm tĩnh đáp lời bằng sự duyên dáng và ngọt ngào. Trò chuyện với Lý Thu Thảo sau khi vượt qua vòng thi đầu tiên với quyết định về với đội Quang Lê, nữ thí sinh đã có nhiều chia sẻ thú vị. Lý do vì sao Lý Thu Thảo lại đăng ký tham gia Thần Tượng Bolero năm nay, chị đã biết đến chương trình này như thế nào? Thảo tham gia Thần Tượng Bolero năm nay trước hết vì đam mê ca hát. Hơn nữa, Thảo muốn giữ sức mình ở một sân khấu lớn và chuyên nghiệp với dòng nhạc mới mẻ so với Thảo. Thú thật, vì trước đó Thảo không ở thành phố Hồ Chí Minh nên chẳng được cập nhật thường xuyên thông tin chương trình này. Nhưng tình cờ và may mắn, Thảo đã tìm được một người bạn tác tên vào fanpage của chương trình nên mới biết mà đăng ký tham gia. Ở vòng thi đầu tiên, Thảo chọn ca khúc Nhớ Nhau của nhạc sĩ Tuấn Khanh vì Thảo thích ca từ mộc mạc giản dị của nó. Bản thân Thảo là người tha hương từ khi sinh ra cho đến khi lớn lên nên Thảo cũng muốn hát giọng Huế xem thế nào. Qua đây, Thảo cũng muốn thử mình ở một lĩnh vực mới như Bolero, không ngờ may mắn được cán huấn luyện viên đón nhận. Vì sao Lý Thu Thảo không tham gia một cuộc thi ca hát mà lại là Thần Tượng Bolero? Ngoài dòng nhạc Bolero, chị còn có thể hát được thể loại nào khác không? Trước đây, khi được đăng ký hợp đồng với đoàn ca múa nhạc Hải Đăng của tỉnh Khánh Hòa, Thảo nghĩ sẽ gắn bó với đoàn và đem sức mình cống hiến cho nền nghệ thuật tỉnh nhà, nên Thảo chưa từng nghĩ là mình sẽ tham gia các cuộc thi âm nhạc. Ngoài dòng nhạc Bolero, Thảo còn có thể hát được tất cả các dòng nhạc khác. Cuộc thi này cũng xem như là một thử thách mới mẻ của một cô gái như Thảo. Lý do vì sao chị lại về với đội Quang Lê? Tôi nghĩ rằng với những lời lẽ thuyết phục của Lệ Quyên và Đàm Vĩnh Hưng, thì chị sẽ về đội của một trong hai huấn luyện viên này chứ. Thú thật là khi được cả bốn huấn luyện viên bấm nút chọn, cảm xúc đầu tiên của Thảo là vô cùng vui mừng và hạnh phúc. Trước khi lên sân khấu, tâm trạng Thảo rất thoải mái. Thảo hát hết mình với tinh thần học hỏi. Thảo rất cảm ơn những tình cảm mà bốn huấn luyện viên dành đến mình. Sau khi thi xong thì cũng có nhiều người hỏi Thảo là vì sao không chọn chị Lệ Quyên, vì chị Lệ Quyên là thần tượng, người truyền cảm hứng âm nhạc cho Thảo từ bấy lâu nay. Nhưng Thảo nghĩ rằng sẽ rất nhàm chán nếu như Thảo trở thành bản sao của chị ấy. Với quyết định về đội Quang Lê, Thảo thấy là phù hợp với bản thân mình nhất. Giữa anh ấy và Thảo có nhiều điểm tương đồng, và đặc biệt, Thảo hoàn toàn bị thuyết phục khi anh ấy cất giọng hát. Một số khán giả khen chị là thánh nữ Bolero vì ngoại hình xinh đẹp và giọng hát ngọt ngào. Lý Thu Thảo nghĩ như thế nào về điều này? Thảo cảm ơn những tình cảm mà mọi người dành đến Thảo. Nhưng Thảo nghĩ Thảo cần phải cố gắng thật nhiều để đáp lại tình cảm mà mọi người dành cho mình. Gia đình Lý Thu Thảo có ai đang hoạt động nghệ thuật không? Gia đình và bạn bè đã phản ứng như thế nào khi thấy chị xuất hiện trên TV? Mọi người có ủng hộ chị đi theo nghệ thuật không? Trước khi tham gia Thần Tượng Bolero thì Thảo cũng đã nhiều lần đứng trên sân khấu chuyên nghiệp. Nghệ thuật đã ngấm vào máu Thảo từ rất lâu. Thảo cũng may mắn có cơ hội để theo đuổi đam mê. Gia đình, bố mẹ và các anh chị của Thảo đều hát rất hay, nhưng không ai theo đường con đường nghệ thuật. Vì vậy, biết Thảo đam mê ca hát từ nhỏ nên gia đình ủng hộ hoàn toàn. Nhưng mà có một chuyện vui là lúc Thảo mới tham dự cuộc thi thì gia đình và bạn bè cũng không biết nhiều. Cho đến khi Thảo xuất hiện trên TV và được đi tiếp vào vòng trong thì mọi người đều rất quan tâm và động viên tinh thần cho Thảo. Chị có nghĩ đến chuyện chuyển từ miền Trung vào Sài Gòn để tiện phát triển đam mê ca hát? Sài Gòn là một mảnh đất phồn vinh và hưng thịnh, một điểm đến mơ ước của rất nhiều người. Thảo cũng không phải ngoại lệ. Nếu có cơ hội thì Thảo sẽ chuyển vào Sài Gòn để phát triển đam mê và sự nghiệp. Nhưng hiện tại thì Thảo vẫn chuyên tâm cho các cuộc thi, tiếp đến là chu toàn công việc ca hát.
Thảo nghĩ còn tùy vào duyên số nữa, bây giờ thì chưa nói trước được điều gì. Ở vòng thi sắp tới, Lý Thu Thảo đã có những chuẩn bị gì? Trước vòng thi tới, Thảo sẽ tập luyện thường xuyên, nhưng cũng không quên giữ gìn sức khỏe để chuẩn bị cho tiết mục luôn ở mức chu đáo và hoàn hảo nhất khi được truyền đến mọi người.